Hãy xin chào lại các cô chú anh chị các bạn đang xem kênh ABC Family Feng Shui Vlog của Thảo nha. Ngày hôm nay thì Thảo muốn chia sẻ đến cùng các bạn cách nấu món gà tiềm thuốc bắc chuẩn vị. Món gà tiềm thuốc bắc này rất bổ dưỡng cho cả nam và nữ, và rất bổ dưỡng nhất là cho những phụ nữ sau khi sinh. Và cách nấu món gà tiềm này cũng khá là đơn giản nếu như mà các bạn theo dõi chi tiết. Trong lúc Thảo nấu thì sẽ làm thành công ngay cái món này. Và bây giờ Thảo mời cả nhà cùng theo dõi video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thảo đã chuẩn bị tất cả ở đây là những cái phần gia vị, nguyên liệu. Đây là cái hộp thuốc bắc có 12 vị. Và tí nữa Thảo sẽ mở ra cho mọi người cùng xem. Có đây là 8 quả táo đỏ khô, 8 cái nấm hương, 1 củ hành tây, 1 nhánh gừng nhỏ và có 15 gram kỳ tử. Giờ thì Thảo sẽ ngâm nấm hương cho nước nóng vào, ngâm nó sẽ nhanh nở hơn. Khoảng 10 phút là cái nấm hương này nó nở nhiều rồi đó các bạn. Bây giờ Thảo cũng ngâm táo tàu cho nó thật là sạch cái lớp bụi bên ngoài. Cho nước vào và cũng ngâm ở đây 10 phút và mới đi rửa lại nước lạnh cho thật sạch. Tất cả ở đây là Thảo có 12 vị thuốc bắc, gồm có là đại táo nè, xiên khung, hoàng kỳ, bạch chỉ, đương quy, đẳng sâm, hoài sơn, cam thảo, kỳ tử, đổ trọng, bọc quế. Mỗi vị là 10 gram. Thảo sẽ đổ tất cả các vị thuốc bắc vào trong cái rây để mà Thảo rửa nước ấm qua cái phần thuốc bắc này á, để cho nó thật sạch cái bụi bên ngoài á các bạn. Nếu các bạn thích để nguyên thủy để nấu thì cũng không sao. Nấu như vậy thì cái mùi thuốc bắc nó cũng giảm đi cái mùi hăng và nó cũng ra hết cái phần bụi bên ngoài mà nó bám vào trong cái các vị thuốc bắc này. Sau khi rửa nước xong thì mình để ráo nước. Là các gia vị để nêm vào trong cái gà hầm thuốc bắc này. Thì đây Thảo có đường phèn. Và đây là bụng nêm, muối và củ hành. Thảo đã cắt hột lựu, gừng thì Thảo cắt nhỏ và cắt lát mỏng. Và đây là rượu trắng. Và hôm nay Thảo nấu là có 1,3 kg và Thảo đã sơ chế thật sạch rồi. Và bây giờ Thảo sẽ đem con gà này đi chặt. Và giờ con gà này Thảo đã chặt xong và Thảo đã chặt những miếng vừa ăn. Đừng có nhỏ quá và cũng không có lớn quá. Như vậy là vừa rồi. Bây giờ thì Thảo sẽ đi ướp gà. Và Thảo cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Gia vị ướp vào trong gà các bạn có thể gia giảm theo cái khẩu vị ăn nhà mọi người nha. Và Thảo nêm vào đây là 1,5 muỗng cà phê bột nêm. Và cho vào là phân nửa củ hành tây. Rồi sau đó sẽ ướp cái phần thịt gà này trong vòng 20 phút. Rồi tới đó mình mới đi xào cái phần thịt gà này cho thịt nó săn lại. Là xào thịt như vậy á, lúc mà mình nấu á, thì cái miếng thịt nó sẽ chắc và nó thơm ngon hơn. Khi mà mình không xào thì nó lại khác nữa. Giờ Thảo sẽ bắt cái nồi lên trên bếp. Và cái nồi nó nóng rồi. Thảo cho cái phần mỡ của trong con gà đó Thảo đã lọc ra. Và giờ Thảo phi ra để mà mình lấy mỡ mình xào gà luôn. Quá là tiện lợi luôn phải không các bạn? Khi mà gà nó đã ra mỡ rồi thì Thảo cho gừng vào. Rừng mà mình sắc nhuyễn đó, mình xào nhẹ lên. Rồi lúc này á, Thảo cho phần củ hành vào luôn.
củ hành mà lúc nãy Thảo chừa lại phân nửa đó. Và mình cũng xào đều lên. Đến lúc này thì Thảo cho cả thịt gà vào. Và mình xào cho cái phần thịt gà này nó vừa săn lại thôi nha các bạn. Đừng có chín. Thì khi mà mình nấu cái thịt gà nó sẽ không có bị vỡ cái miếng thịt ra. Miếng thịt nó vẫn giữ nguyên mà nhưng cái thịt nó vẫn mềm. Xương nó cũng mềm theo luôn. Và Thảo xào thịt gà đến đây là được rồi. Thảo cho vào trong cái tô. Thì mình để đây. Tí nữa khi mà mình hầm cái phần thuốc bắc xong rồi mình mới cho gà vào. Bởi vì con gà của Thảo hôm nay là loại gà mềm. Thảo cho nước dừa đã nấu sôi vào trong nồi lúc nãy mình xào luôn đó. Thì ở đây là Thảo sử dụng 2,5 lít nước dừa. Và Thảo cho cái phần thuốc bắc Thảo đã rửa để ráo đó, bây giờ mình cho vào trong nước dừa luôn. Các bạn có thể nấu nước lọc bình thường cũng ngon luôn. Và bây giờ Thảo cho vào đây là 1 muỗng canh đường phèn. Và mình khuấy cho đường tan vào trong nước. Nếu cho thuốc bắc này nó đạt thì mình cần phải hầm cái vị thuốc bắc này trong vòng 1 tiếng. Thảo đang nấu ở lửa trung bình. Bây giờ đậy nắp lại và sẽ trở lại sau 1 giờ. Khi chờ đợi thì Thảo sẽ qua cắt những quả táo tàu đỏ này. Nó to thì Thảo cắt ra làm 2. Và sẽ loại bỏ cái phần hộp chính giữa. Bởi vì nếu nhà các bạn có trẻ em á, ăn nhiều khi sơ suất sẽ nuốt cái hộp vào trong bụng thì nó sẽ khó tiêu lắm. Và về cái phần nấm hương này Thảo cũng đã rửa sạch để ráo. Bây giờ Thảo cắt cái phần chân nấm như vậy và mình bỏ vào trong nồi nấu thôi. Và sau 1 giờ Thảo trở lại cái nồi thuốc bắc. Thì lúc này nước nó đã sôi rồi. Và Thảo sẽ cho vào trong cái nồi thuốc bắc này á 3 lát gừng khoảng 10 gram và 8 cái nấm hương cho vào trong nồi. Cho luôn cái phần táo tàu vào luôn. Và ở đây là Thảo có 50ml rượu trắng. Các bạn nấu cái món gà hầm thuốc bắc này cần phải có rượu trắng nha. Không có rượu trắng thì cái mùi thuốc bắc nó sẽ hăng lắm. Và lúc này á, Thảo cho gà vào luôn và sẽ nấu ở lửa trung bình. Lúc mà mình hầm cái thuốc bắc đó thì cũng ở lửa trung bình nha các bạn. Phải hầm các vị thuốc bắc này trong vòng 1 tiếng để cho các vị thuốc bắc này nó mềm và nó ra được hết các chất thuốc bắc. Thì lúc đó mình mới cho thịt gà vào. Và lúc này Thảo cho cái phần nước gà xào vào luôn. Và Thảo sẽ hầm con gà này thêm 30 đến 35 phút nữa là được. Bởi vì con gà của Thảo hôm nay là con gà mềm. Còn các bạn sử dụng gà dai thì các bạn sẽ hầm thêm 40 hoặc 45 phút nữa là được. Trước khi mình hầm mình phải xào gà qua như vậy thì các gia vị nó sẽ thấm vào trong con gà. Miếng gà nó sẽ chặt và chắc hơn. Đậy nắp nồi và hầm 30 phút. Trong 30 phút đó thì mình sẽ trở lại mình vớt bọt. Vì trong quá trình nấu cái nước thịt, cái máu của con gà nó ra đó nó sẽ lên bọt. Và mình vớt hết cái bọt này, khi mà thấy có bọt thì cái nước súp mình nó sẽ trong và mình ăn nó sẽ có cảm giác ngon hơn. Lúc này các vị thuốc bắc nó rất là thơm và nó có mùi thơm rất là dịu. Và khi ăn các bạn sẽ có cảm giác là không có nghe mùi hăng của các vị thuốc bắc nha. Nó chỉ có mùi thơm thôi. Trong quá trình nấu thì các bạn đừng quên là mình không bỏ rượu vào nha. Phải bỏ rượu vào thì cái mùi thuốc bắc nó sẽ dịu lại. Khi ăn nó sẽ kích thích cái vị giác của các bạn hơn. Giúp cho mình ăn ngon hơn. Bây giờ Thảo đậy nắp lại và sẽ hầm tiếp. Thảo trở lại nồi gà hầm thuốc bắc này sau 30 phút thì tất cả nó đã chín. Nấm nè,
kỷ tử nè. Rồi táo tàu nó nổi lên như vậy là hoàn toàn nó đã chín rồi đó các bạn. Cái món gà hầm thuốc bắc này rất là bổ dưỡng cho người lớn, tăng cường sức đề kháng và bổ dưỡng cho những người mẹ mới sanh xong. Thì phải sanh sau một tháng mới được ăn cái món này nha các bạn. Cái này thì Thảo được nghe qua người bán thuốc bắc nói lại. Những miếng thịt gà của Thảo á, xào á, và mình nấu lên á, thì cái miếng thịt gà nó chặt lắm các bạn, nó không có bị vỡ ra. Thảo múc gà hầm thuốc bắc này vào trong cái lẩu và bỏ hạt ngò vào trong cái nồi lẩu để giúp cho cái lẩu nó thơm ngon hơn. Trong cái nồi lẩu rất là hấp dẫn luôn, phải không các bạn? Đầy đủ màu sắc nè. Và các bạn hãy vào bếp và làm món gà hầm thuốc bắc này cho gia đình các bạn để bồi bổ cho họ có nhiều sức đề kháng nhé. Và ăn kèm hôm nay là có mì gói, các bạn có thể ăn cùng với cơm trắng, muối ớt chanh chấm với gà. Và ăn kèm có xà lách son, xà lách với những cọng hành, Thảo để vậy ăn cho nó thơm. Và nước mắm ớt, hành ngò thì muốn ăn thêm thì châm vào. Và bây giờ Thảo mời các cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức món gà hầm thuốc bắc này cùng với Thảo nha. Bây giờ Thảo múc gà ra ngoài chén. Nước súp rất là trong vàng óng ánh. Mùi vị thuốc bắc nó bay thoang thoảng lên mùi Thảo á, rất là thơm. Cái phần táo tàu á, kỷ tử với nấm hương á, nó vừa chín tới đó, trông rất là ngon luôn đó các cô chú. Đúng ra kỷ tử là phải để cùng lúc với táo với nấm, nhưng mà Thảo rửa xong chung với những cái vị thuốc bắc á, Thảo bỏ chung luôn. Các bạn xem cái miếng gà nè, rất là chặt luôn ha, không có bị mềm nhũng ra. Giờ Thảo sẽ ăn thử nha. Wow, cái mùi vị rất là ngon, mùi vị thuốc bắc nó không có hăng lắm, ngọt mặn vừa phải. Vị gà tiềm thuốc bắc này của Thảo ăn giống như là ngoài tiệm luôn đó các bạn. Video của Thảo đến đây xin tạm dừng. Nếu các cô chú anh chị các bạn thấy thích món ăn của Thảo nấu thì đừng quên đăng ký, like, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem, ủng hộ Thảo nhé. Và chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye.